Truyện Kiều Vlog xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 1 tháng 9. Ngày mai là 29, ngày lễ Quốc Khánh ngày 29 các bạn. Hôm nay tôi đến biển Phạm Văn Đồng làm một video để chia sẻ các bạn xem nha. Thì mọi người đi chơi lễ ngày 1 tháng 9, du lịch ngày 1 tháng 9 đây các bạn. Đây. Rồi tôi bắt đầu xuống biển để chia sẻ các bạn xem. Đi biển Đà Nẵng đây các bạn ơi. Biển Đà Nẵng vì ảnh hưởng đến bão của Biển Đông nên khả năng biển Đà Nẵng có sóng lớn. Mấy ngày nay biển Đà Nẵng cứ vào chiều là hay mưa, nhưng hôm nay lại có nắng rất đẹp các bạn. Rồi tôi ra ngoài biển và nha. Ê, bạn thấy đẹp không? Sóng lớn các bạn nha, nên mọi người không dám ra xa đâu. Rồi tôi ra tiếp tục ra ngoài nữa. Ê, các bạn thấy quay mấy quả tim rất đẹp các bạn nha. Phía bên kia núi Sơn Trà đây. Đó là núi Sơn Trà. Có mẹ Quan Âm màu trắng đấy. Mẹ Quan Âm màu trắng đứng trên núi Sơn Trà nhìn về biển Đà Nẵng. Mấy quả tim các bạn, bạn đếm thử bao nhiêu quả tim? 5 quả tim. Đây các bạn thấy phía trước là những vũng nước, đây là nước biển lớn này, đây trừ rút ra xa rồi nên cái vũng nước này vẫn còn ở trên vì nó ứ lại đây các bạn. Đây các bạn thấy nó rút ra ngoài xa rồi và đây nó còn nước rất đẹp. Thấy đẹp không? Vũng nước đây các bạn thấy đây. Ê, mọi người ngồi trên đi. Sóng biển không lớn lắm các bạn, vừa đủ tắm, không lớn lắm. Có bị ảnh hưởng đến bộ nhưng mà không lớn lắm nha. Trời ơi,
tại cũng gần 5 giờ rồi mà trời vẫn còn nắng đây các bạn, rất đẹp. Đoàn thể địa phương này có vũng nước các bé giỡn chơi rất là vui các bạn, rất đẹp các bạn.
Nó đẹp luôn. Đây là công ty cổ phần thể thao và du lịch biển Bà Nẹn, bảng giá dịch vụ. Thì các bạn thấy bảng giá dịch vụ dù bay đấy, dù bay một vòng một người 350, dù bay bay đây. Dù kéo đây. Bay một vòng hai người 9:30. Cano kéo phao chuối tối đa 5 người một chiều. Dù bay một vòng một người 350. Đây là những người, đây là những người đứng chờ đợi để bay dù, dù bay. Chờ đợi để dù bay. Đây là những dù bay chờ sẵn để mọi người lên. Có hai anh thanh niên đứng chờ dù bay.
nữa là cái cano, cano kéo phố chuối, cano kéo phố chuối đây. Tối đa 5 người một chiều. Đây là những người chờ để lên dù bay. 2 người là 950, 1 người là 650. Đây, cái dù nó đã chuẩn bị xuống đây các bạn. Đây. Đó, rất xinh ở đây. Đây, hai anh này. Hai anh chàng. Hai anh chàng chuẩn bị lên dù bay. Hai người là 9:30. Đây, cái cano này đem dây vô đây. Cái cano đem dây vô để kéo hai người lề. Anh thanh niên này dây đem vô đây, chuẩn bị kéo cái cano kia. Cano kia là kéo ghẹ đây. Rồi, chuẩn bị lên. Một. Hai. Hai. Ba. Lên. Đây là những chiếc cano nhỏ.
qua khách tay đi các bạn. Đây là khách tay. Thôi, video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. Rồi, hẹn các bạn video sau. Các bạn nhớ ủng hộ kênh. Rồi, xin chào, hẹn các bạn video sau.